Chính quyền các ngành đoàn thể chính trị trong châu
chóng xa. Kính thưa các đoàn quý khách thập phương và toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến thật thấu cùng đau đớn khi nhận được tin cụ Đỗ Thị Nhung qua đời. Ban công tác mặt trận thôn và các ban ngành toàn thể cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn trong xã đã kịp thời đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình và thành lập ban tang lễ, thống nhất chương trình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu, lễ an táng cụ Đỗ Thị Nhung về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôn Đông Triều thông báo tin buồn này tới cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn biết tin, kịp thời đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Giờ tiễn biệt cụ Đỗ Thị Nhung đã đến, cho phép tôi thay mặt cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn trong xã chúng tôi có lời thăm viếng chia sẻ nỗi đau cùng toàn thể gia quyến, có vòng hoa thơ lén hương gác kính viếng hương hồn cụ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ, cụ Đỗ Thị Nhung sinh năm 1932, cư trú tại đội 7, thôn Đông Triều, xã Liên Thương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, cụ sống trong sự che chở của cha mẹ, họ hàng, làng xóm, được gia đình cho ăn học. Khi lớn lên, cụ kết duyên với cụ ông Hoàng Thái Thịnh. Hai cụ sinh ra được 7 người con, 5 người con trai, 2 người con gái. Cụ hiện nay các cháu lồn ngoài là 16 cháu chắc. Đặc biệt con trai cả của cụ là anh Hoàng Ngọc Tú tham gia nhập ngũ vào quân đội năm 1997, sau 35 năm công tác, năm 2007 được phong quân hàm đại tá, lần lượt giữ chức vụ chủ nhiệm khoa trường tăng thiết giáp. Rồi phó chính ủy lữ đoàn xe tăng 201 năm 2008 đảm nhiệm chức vụ phó chính ủy hiệu phó trường tăng thiết giáp năm 2018. Sau 45 năm phục vụ quân đội, anh Tú đã được nghỉ hưu. Tuy nhiên do sức khỏe còn tiếp tục công tác, hiện nay là hiệu phó bí thư đảng ủy trường đại học trung ương. Các con của cụ lay đá lên bề. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cụ Đỗ Thị Nhung sau một thời gian mắc bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ cùng gia đình hết lòng quan tâm chạy chữa chăm sóc thuốc theo, cùng họ nội họ ngoại và bà con lối xóm thông gia liên gia, các ban ngành đoàn thể thăm hỏi động viên, song do tuổi cao sức kiệt, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 22:30 ngày 19 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 2 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 92 tuổi, lễ nhập quan vào 18:30 ngày 4, ngày 20 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 1 tháng 3 năm Quý Mão, lễ truy điệu vào hồi 13:40 ngày 21 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 2 tháng 3 năm Quý Mão, thi hài cụ được an táng tại nghĩa trang quê nhà sau chùa Cổ Am. Cụ Đỗ Thị Nhung và gia đình luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, của làng, của xóm, cũng như cùng cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã. Xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp như ngày hôm nay có sự đóng góp một phần của cụ và gia đình. Cụ mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình, dòng họ
xóm làng quê hương không có gì thay thế được. Vĩnh viễn từ nay các con của cụ mất đi một người mẹ sớm khuya tần tảo, các cháu các cháu của cụ mất đi một người kính yêu vô cùng đau xót và thương thương. Họ hàng làng xóm mất đi người bạn tốt. Thưa toàn thể nhân dân, sinh ra mất đi ông là quy luật của tạo hóa. Hôm nay trước vong linh cụ đã từ giá thế giới này về với cõi vĩnh hằng, về với tổ tiên, về với thiên vòng, về với đất mẹ ngủ một giấc ngủ ngàn thu, để lại xót thương cho gia đình, cho con, cho cháu, cho họ hàng làng mạc quê hương. Trước giờ phút ly biệt này, một lần nữa cho phép các tôi san sẻ nỗi đau thương cùng tang quyến, xin kính cẩn trước vong linh cụ và cùng nhau đưa cụ Đỗ Thị Nhung về nơi an nghỉ. Cuối cùng chúc cụ nơi suối vàng an giấc ngàn thu để tưởng nhớ cụ. Xin mời toàn thể các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ để một phút mặc niệm. Như phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang xin kính mời đồng chí đại diện cho gia đình lên có lời cảm tạ. Xin mời đồng chí. Kính thưa ông Bùi Xuân Hiểu, trưởng ban lễ tang. Kính thưa các ông các bà đại diện cho các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương, thưa các cụ, công các bà, hai bên nội ngoại, anh em bạn bè, bà con lối xóm, mẹ cháu là Đỗ Thị Nhung đã cả một đời làm nông gian nan vất vả, bươn chải khắp đồng trên ruộng lúa, treo trống với bảy anh em chúng cháu đến nay tam coi là trở thành tượng trưng được đôi chút thành thơi nhàn nhạt, có ngờ đâu lại lên bệnh nặng. Mặc dù đã được các cháu tận tâm chăm sóc chữa trị, bà con lối xóm đồng viên chia sẻ, nhưng do tuổi cao sức yếu đã chút hơi thở cuối cùng vào 22 giờ 30 phút ngày 19/4/2023. Trong suốt quá trình đau ốm bệnh tật, mẹ cháu đã nhận được nhiều sự quan tâm chia sẻ của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác hai bên đồng ngoại, gia đình thông gia, anh em bạn bè và con lối xóm. Nay mẹ cháu trọng thương lại được các tổ chức, các cơ quan đoàn thể chính quyền cũng như họ là anh em bạn bè và con lối xóm cùng chung tay góp sức tổ chức lễ tang cho mẹ cháu chú đáng vẹn toàn. Cháu là anh cả trong gia đình, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người đã tham gia, gửi lời chia buồn cúng viếng mẹ cháu trong dịp lễ tang này. Trong quá trình tổ chức lễ tang có gì sai sót khiếm khuyết, chúng con được mong các cụ, cụ công các bà cô dì chú bác anh em bạn bè bà con lượng thứ. Kính thưa các quý vị, sau khi đưa mẹ cháu ra đầu an táng, cháu xin thay mặt gia đình xin mời mọi cụ công các bà và tất cả mọi người trở về gia đình ăn trầu uống nước và ăn bữa cơm nhà với gia đình cháu để chia sẻ những nỗi đau buồn mất mát này. Cuối cùng không biết nói gì hơn, cháu xin thay mặt tất cả đại gia đình xin cảm ơn tất cả các cụ các ông các bà các cơ quan đoàn thể đã tổ chức lễ tang cho mẹ cháu một cách chu đáo vẹn toàn. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Lễ di quan cụ Đỗ Thị Nhung được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Không. Yeah.